remember that, man. Chiều năm mấy độ thì nó lạnh chứ, ở đây vậy đó, bởi vì ông già ông thích ở bên này, vẫn nóng quá thì đó đâu thấy người ta đâu, bởi vì nhớ rồi Long An rồi, Long An là em dâu cũng đi lên nhà với cái xe với cái người phải không? Nó đi vô nó gọi cho mấy bữa anh gọi qua mấy anh nó gọi nó qua. Ok. Tại vì cái đó của em cũng nó bị chìm đa quá không có. Đây là nhà chị Khánh nè. Đây mấy phòng hay ba phòng rồi ở ngoài này là vợ bé của chú mười, đây là ngoài này là vợ bé của chú mười, ngoài vợ bé đó, vợ bé của chú mười. Bé chú mười xinh đẹp quá. Không, kỳ này về em phải đi bác sĩ cho nó uống thuốc. Nó nãy em đọc cái bài đó, nó nói là em bị khô rồi đó. Thì nó bị khô rồi. Cái tuổi này là bắt đầu rồi. Sao chinh chưa vậy ta? Chinh hay vậy ta? Lúc mà nhỏ, lúc mà chưa cưới mà chinh chưa cưới, giống như có khúc 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 rồi đó. Ồ, cái hoa lan này đẹp quá. Trời ơi, con ai mà đẹp trai dữ vậy ta? Cái con nhà ai con đó nha? Đó, có nhiều cái nữa đó. Cái con nhà ai mà đẹp trai? Nên cái sớm rồi này, cái đó cá sớm. Xe tới đây. Xe tới đây là mình đậu dưới đây. Cái núi. Lên núi ha. Bước lên đó mình cao lên mây. Đẹp lắm. Nó nhìn xuống. Rồi mình đi bộ, coi như mình đi bộ lên đó chứ gì. Đây mình nhìn xuống. Cái mây nó vẫn còn. Cái mây đẹp. Đây chứ hả? Có cảng.
chỉ có tàu là lai cặp chứ thôi. Đem dầu tàu. Rồi coi cái này ai đây nè Dân. Ê nhớ đi không? Mẹ. Thôi giờ xích bớt tiếp Dân nha. Điện không có. Trời ơi, chứ đây mà em mới chứ. Có để cho anh thôi thôi đừng biết khóc mà đừng biết khóc. Đừng biết xin lỗi cho khóc lên không vô. Nhật nha không? Còn hai chị đi. Chị rồi, thôi tôi cứ quên rồi. Đây là nữ cán bộ. Nữ cán bộ. Tối sáu. Nữ cán bộ. Đây là chú Mười. Vui vẻ. Cười té. Hai dỗ. Hai con. Hai con. Hai con. Bánh nhân nó lạ, nó lạ anh Diễn. Thấy nó em quy bớt. Nó giống con già nó dễ sợ. Nó cái mặt này chắc qua đây. Mà bỏ là cái khuôn đó. Tôi coi cả nhà. Cái này là nhũ chuông nha. Nhũ chuông nha. Mà bà mụ có là miếng không phải bà gắn cho một cục nó được đấy. Bà miếng quá hả con? Em mới chờ. Bà miếng quá. Bà mới đi. Nó chào đã. Nói kia. Kéo chào lờ chắc một băng. Anh đang chạy nè, có lần anh đang chạy, kéo lờ, chứ nó quay, không được, nó ngậm quá, không được, nó kêu mà fish tail, nó quên. Nhưng mà nhà ai bự mà đồ ăn nhiều á là giàu, tại vì mỗi lần lên nhà thấy đồ ăn nhiều dữ lắm, vậy là nhà khổ sở, đây thấy giàu nhà mình khổ sở. Ai cũng nói vậy mà, không biết cái gì cũng cười thôi, người vui vẻ mà. Này con ai cái đó? Dạ, người vui vẻ. Mỗi lần mà hai đang đồ ăn diễn, nó chạy chạy nó biết hội nghèo dễ sợ luôn. Con ăn đâu, cứ buông đó.
Dì Vân vui không dì Vân? Dì Vân vui không? Trả dìm nhỏ xíu vậy hoa. Vui không? Camera. Thấy đồ ăn không? Đồ ăn quá trời luôn nè, thấy chưa? Đó gì? Này Dương Diễn là sáng ngày nướng nè. Chứ cho con ở động ngoài còn nhiều lắm, còn nó gấp 10 lần vậy mà. Từ từ năm chín. Từ từ. Con muốn cái đi dưng cái nhật bạc. À, dì Vân nói chuyện hai chị hai thằng thằng Điền đi. Thằng Điền á, mình đi chậm bay á. Làm như cả là nuốt. Sướng rồi, ăn có người đút sướng rồi. À, công chúa mà. Sướng rồi. À, công chúa nên ta là phải như thường đâu. Công chúa à nha. Công chúa mà. Công chúa mà. Còn chút xíu uống nữa. Nó nó cho nó ẩm nó đừng có bị khô nó chết. Này là nước đá cứng ngắc trong này này đây. À cái đó là nước đá khô đó, phải không? Nước đá không biết nước đá thôi chứ không biết đá khô là thiệt sao. Ồ. Nhẹ hả? Hả? Từ khi nó đóng vậy là nó đem về tới bên Việt Nam luôn được á hả? Chỉ bỏ vô cái thùng mút nữa. Chứ bỏ thùng xong không được, phải bỏ thùng mút nước đá tấn xung quanh cái này hết. Là nó bán vậy là một thùng này á là 20 pound là 10. Vậy mà nó không chết ha. Từ bên men nó đi qua tới bên này đó. Hình như nó chỉ làm chết tạm thời á chị hay. Nó ngủ, nó giờ nó ngủ thôi. Cái là nhà của dì Hai nè. Con gái nó nhìn nó buồn con. Heo đúng không? Heo, heo. Đang nướng thịt heo đúng không? À, anh nướng bằng than. Anh thích bằng gas á. Rồi anh nướng này 10 kg không anh vậy? Anh 27 bao tính chắc 17 kg. Wow. Ăn nó về chết nhà đống mà. Sao ăn hết anh? Thì hết không? Không ăn hết thì không phải hết. Không hết thì quắn như sao vậy? Đây là vườn sao nhà anh Nguyễn à. Con khoảng một xương heo nữa. Đường hai cái bắp đó mà để cho Nga đây là tôm hùm mai đó mà. Dạ, em xuống chút em ăn liền. Em đang no quá. Em ăn liền. Hai Huy. Dễ gì bỏ đâu có flash mà ngay chỗ này nè, đứng ngang đây được nè, ngay đây nè, đứng không cả lộn không mà đi thôi, rồi cái gì thì đứng đi thôi xong rồi mấy đứa nhỏ vô đi con, Vi, Hà, Khoa, Lưu Kỳ, Lưu Tam Quang, chị đứng yên nha, đó chị nghe nè, mô anh ơi, ba rồi ba nhìn đây nè, nhìn anh chị Trinh nhìn đấy nè, nhìn đây nè chị Trinh nhìn má nhìn đây nè, nhìn đây nè, rồi nhìn cậu Vũ kìa, nhìn coi nó kìa cậu Vũ kìa, nhiều người tác nghiệp quá, trời ơi anh Việt nè, anh Việt nè, đứa gái anh Việt, con đứng cạnh mẹ lớn đứng con đứng cạnh mẹ con bên kia cho em, rồi qua qua đó chụp hình chú mẹ, đi anh lớn. Quá tình cảm ơi, tình thương mến thương ghê chưa? Trời ơi, cái bộ đồ đẹp. Chứ xíu lộn cái thằng. Sao vậy? Phải.
Đi. 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 Sáng chủ nhật đi dạo, dẫn chó đi dạo. Chó là hơn người mà hơi đẹp nó nghe mấy chị nghe nghe cái nhà này co đẹp dễ sợ luôn, khu nhà này thấy nó là nhà cao cấp rồi. Đây nhà này là bán đây, for sale đây, rồi chuẩn bị mua đây. À, mới đặt cọc hôm qua đó. Để trong số lãnh tiền rồi lại là cậu mua, không biết cậu năm trúng không, cậu năm trúng mua cho mình căn nhà cái trời. Trời. Dễ. Má Sáu, má Sáu dò số chưa? Dò số chưa? Má Sáu dò số chưa? Đặt cọc. Ở nhà này đấy hả? Nó đặt cái nhà là nhà chị Thúy không hay nó to như lớn hơn, nhỏ hơn lớn hơn một chút. Trời lớn hơn nữa hả? Nè cái nhà này nè. Ồ. Lớn hơn nữa. Là lâu chưa liệu? Nó em nghĩ là cái thời cùng nó mua trước chị hai khoảng một năm à. Rồi bởi vì chị nó mới kéo chị hai à, vậy là bảy năm mà nó con, hai mẹ con mới lên cùng thôn đó chứ. Ừ. Đó nhà khang mất ha, mất tiền cuối cùng mất hết, nhà khang cũ nè, mất luôn cái căn nhà mà hồi xưa cô nhiều quá. Một chỉ cho cái nhà đó là cho hai anh em mà cuối cùng nó bị đá đít ra, rồi con nhỏ kia lấy với nó rồi cuối cùng hoa đẹp ghê chưa. Hoa đẹp dễ sợ không. Ủa, quay không chụp, muốn chụp không thì qua chụp đây, qua đứng ra đi. Đây là thùng thư cho mỗi nhà. Nha chị nhìn nha, bên trời đầy hoa đẹp dễ sợ không nha. Đẹp ghê không? Lấy. Lậu tấm chút cho mình đưa này, đứng cho cảnh chụp rồi. Thôi khu này có vẻ như là thấy an toàn hơn cái khu bên anh Trung nha. Tại chúng nó là lung tung rồi trong này giàu đó, với lại nhà anh Trung là cũng mắc lắm đó, mắc đôi đây nhưng mà điều mắc so với bên đó. Nhưng mà so bên anh nhận cao cấp hơn, tại vì nó rẻ. Wow, con hoa kìa, hoa thiệt phải không? Phải không ta? Hoa thiệt á. Thiệt hay giả vậy? Wow. Ôi, mình đứng góc nào thôi. Thì ngồi xuống đại với đá tỏ đi. Ngồi lắc đứng lên được. Nồi nước sôi thì đồ nước uống cô các chị Ti với lại anh Tý với lại anh Khôi nữa. You stay right here.
Oh, did they right here? Oh, sorry. What about anh Khôi and the Thúy? Buồn quá. And Justin. Mà nó chơi nó quên ba rồi, buồn quá. Em chụp cái bánh trước khi thành đệ. Ô chị Hai, chị có thứ 6 phải không? Có. Giờ mình làm 11, mình làm xong không? Trước rồi mình làm 11 sao? Lẻo thở. No, it's okay. Ok, lẻo thở. Hai người là sao? Người hai đi hết rồi, hai người. Nói nghe này, thay đổi nó xuất hiện rồi. Có tiệm bài nó thay đổi trời. Khó kể nữa. Thấy sẵn chị tắm rồi thôi. Khánh có hay không thì trả lên rồi cậu. Không kịp. Còn đang nấu cơm mà. Chị Hai làm trước đi. Thôi khỏi đi mà. Thôi chút kéo rồi. Sáng rồi. Sáng rồi luôn. Nó bị xẹp xuống một chút. Nó chưa bị xẹp. Nói ra thôi nha. Quay cho chị đi đi kêu. Nó đang nói. Cậu bị. Đây. Về chị nghe. Bước về gơ. Bước về năm mình. Ôi trời bước về gơ đứng lên. Ok ready. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come down over there next to you, hey. Happy birthday, dear E. Please. Happy birthday to you. Thank you. Can I make a wish? And then you can blow out your candle. Make a wish. Win the lotto. Yeah, make a billion. Make a billion. That's right, eh? Lauren, Lauren, đóng cái cửa lại để gì? Để đến sáng đi. Có tối thì chưa quên. Chưa không bỏ tên chưa. Chưa để chưa mà là bây giờ mình bỏ thêm tóc hai rồi. Ok, ok, bỏ thêm tóc hai. Để chưa xem thấy một cục quên mất tiêu. Right now we sing Chitty Chitty, okay? Then we do cha cha cha, okay? You know how to do cha cha cha, okay? Yeah. Okay, happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Lauren. Cha cha cha. Happy birthday to you. Boo, you stick. Many more, many, many, many more. How long should I cook the pasta? Okay, ready? Right? Are you so now we cut the cake. Okay, now Hua and V want to blow the candle again. How about just 1 year old? Is that okay? No? Or you just want to eat the cake? Oh, wait, we have a six. Are you six? How old are you? Quan cho con nhỏ này, thích cho nhỏ kia. Sẵn làm luôn, có nhiều lắm. Wow. Mẹ chị chăm coi thầy. Rồi đỡ cho em nhìn cái ô đứa nó là cái cảm xúc. Happy birthday, con 6 tháng. Con dành bữa nó 6 tháng. Ok. You want to open?
mom kìa, ba chụp hình của chị Trinh cho nhà Liễu kìa. Chụp cái gì thấy nữa. Thôi chụp gì thấy thế đi. Chụp gì thấy thế. Lauren, wait till you see it open. What do you think it is, Papa? It's a ball. Cái này chỗ ai của Mỹ hả? It's a ball. Diamond hả? Diamond. Diamond. Diamond in it. And then you let it. Come on, man. Okay. And then you let it. My diamond. You want to open it with me? That's just from the kid. No, no, see, 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 do it like that. Ouch. Someone's in a birthday. Someone's in a birthday. Okay. Này là Mexico có nhỉ? Indian. Indian. Mexico có nhỉ? No. Indian. Indian. Wow. Thank you. Mom. Mom. Oh my god. So it's my Lacoste cái hả? Cái này hả? Cái vỏ không rồi. I got a Lacoste. It looks small though, Trinh ơi. What size is it? Silver. Bạn thử đi, thử đi. Được, ăn xong rồi. Oh my god. Dạ, đã lên, để lên, để lên thế. Không, để lên, để lên. A golden Oh, this one.